Hello, hôm nay mình sẽ chơi 8 game tổng hợp nha. Ok, Hello Neighbor sẽ tự tin mình sẽ chơi đầu tiên đây. Ok, mình sẽ chơi màn đầu tiên luôn nha. Mình sẽ ghé thăm nhà hàng xóm đấy. Wow, còn này là từng ngon. Đông người phải bên kia. Tao mở cái mặt hình sáng đấy. Ok, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nha. Đi vào giải cứu cậu bé đang bị bắt cóc trong nhà này. Ông ấy mà không kêu nhỉ. Ui hả? Ui. Sự đoạn này khó di chuyển hết nhỉ. Chúng ta sẽ qua bàn thứ hai nhé, để dưới lòng đất luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ về và thoát ra khỏi đây thôi.
Không biết là ông hàng xóm đằng đâu nhỉ? Còn đèn pin luôn. Mình sẽ chụp cả game taxi đồ 2 nha. Ui. Màn bể bơi. Mình sẽ đi chăn bò. Chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé.
Ôi đồ, chạy mất tiêu rồi. Đi ngủ nha. Chúng ta cùng xem tivi thôi. Ok, mình sẽ chuyển qua màn tiếp theo nhé. Chúng ta xem có thể kiếm được ra mắt quỷ không. Không có luôn. Ui sao. Tủ lạnh gì mà nhiều đường hầm ấy nhỉ? Ui, chạy 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 chạy. Hello, con quỷ đang ở trong cậu bé này. Ok. Ok.
Ôi giời. Còn có 3 người thôi các bạn. Asimita Puppy về đây tham nha. Ôi, nhưng mà mình đang ở đâu đây? Không đi xuống nữa à? Oh my god. Evinun. Wow, chúng ta phải đối đầu với bà sơ kinh dị này.
Hôm nay có rồi chúng ta chơi một game tiếp nhé. Ui ông này to đấy nhá. Chúng ta hết đạn mất tiêu rồi. Rồi chúng ta chuyển qua game cuối cùng nhá. Ui, bị xa đấy nhở.
Ok, video của mình tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Thank you.